Giang Nam Audio xin phép kính chào tất cả các anh em đam mê âm nhạc nhé. Và hôm nay thì bên Giang Nam Audio mới về một cặp loa, phải nói nó là thuộc dòng huyền thoại rồi. Nó là một cặp loa của hãng Yamaha, model của nó là NS10M Pro. Cái dòng loa này là dòng loa thiết kế cho những cái phòng thu âm, những phòng thu âm cao cấp luôn anh em nhé. Và nó đã được rất nhiều dân audio chuyên nghiệp, dân dân phòng thu chuyên nghiệp sử dụng. Và đặc biệt những anh em đam mê âm thanh, những nhất là những cái dòng loa nhỏ thì anh em đánh giá rất cao và là được rất nhiều người săn lùng. Và hiện tại bên em may mắn được về một cặp. Và đặc biệt là loa này em ship thẳng từ Nhật về anh em nhá. Loa đẹp long lanh, không có một cái điểm chê luôn, nói chung là nó đẹp xuất sắc. Đấy, một cặp loa đẹp, cực kỳ đẹp xuất sắc. Kể cả cái lưới nó cũng bóng lộn luôn anh em nhé, đẹp bóng lộn luôn. Đấy, hàng này thì anh em không phải chê, không phải lăn tăn về cái hình thức và chất lượng. Bởi vì nó là không phải hàng bãi anh em nhé, nó không phải về về hàng bãi mà là hàng này hàng ship từ Nhật. Ship đường bay từ Nhật về luôn đấy. Và cặp loa này đẹp xuất sắc. Và em cũng nói luôn là với cặp loa này em bán giá công khai là 12 triệu 500. 12 triệu 500 anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Và giá này là không gồm âm ly. Và sau đây em sẽ test thử một đoạn chất âm để mời anh em nghe nhé. Bởi vì em cũng đang vừa test cái loa kia bằng con âm ly này thì tiện thể em cũng test luôn. Vì đặc biệt cái loa này thì nó rất là dễ phối ghép cho nên em cứ ghép tạm con này nha anh em nhé. Còn âm ly thì em có nhiều con có thể đánh hay hơn. Nhưng hiện tại em đang để con này đây, em cũng lười bê thì em test luôn. Sau đây em test chất âm anh em nghe nhé. Gái nhớ người thương.
Vâng, thưa anh em, so với một cái dòng loa Yamaha của cái dòng loa phòng thu như này ấy, thì với những cái đời loa như này, để mà tìm được một cái cặp loa mà nó có một cái bộ màng loa bát nó được sạch sẽ và nó đẹp như này thì cực kỳ là hiếm anh em nhé. Phải nói là siêu hiếm, anh em đã chơi nhiều rồi thì biết. Và đặc biệt là cái gân của nó còn tròn mọng luôn. Gân nó tròn mọng và cái cặp loa này phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn. Đẹp trên 90% anh em nhé. Có nghĩa là đẹp xuất sắc và rất hiếm khi mà gặp được một cặp loa nó đẹp như thế. Và loa thì em bán, em đã báo giá công khai là 12.500.000. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0974086286. Và anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì làm ơn bấm đăng ký kênh để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất tiếp theo của em sẽ cập nhật lên để anh em xem nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.